Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, nay bên bầu Hồ Gươm thì tôi thấy một người khách nước ngoài ngồi bên bờ hồ một mình, anh ấy đọc một cuốn sách. Thì chúng tôi muốn có một cái cuộc trao đổi ngắn với anh về cái vấn đề bầu cử nước Mỹ như thế nào. Và bây giờ chúng tôi xin vào cuộc trò chuyện và cũng xin tóm tắt cái lời nói của anh, cho nên là xin quý vị hãy thông cảm và chúng tôi sẽ là dịch trực tiếp từ anh ngồi kế bên. So can you tell me what's your name, please? Yes, my name is Mark Bittick. Okay. Where you come from? I'm from Boston. Okay. And Mark đến từ Boston. And how come you living in Vietnam and how long and what you working here? Well, I retired 2 years ago and I fell in love with Vietnam the first time I came here in 2003, so I've long wanted to come and live here. Oh, 2003? Yes. Okay. Anh Mark nói rằng anh đã là yêu Việt Nam từ 2003 và cho tới bây giờ anh đã sống ở Việt Nam liên tiếp được 2 years living in here. 2 years already. Vâng, đó là 2 years anh Mark. So, what are you working in Vietnam? Well, now I'm retired, so I'm not working. I'm just traveling throughout Vietnam. Anh Mark bây giờ hiện nay là đã retire rồi, đã về hưu và bây giờ là đi khắp nơi ở trên đất nước Việt Nam. So where you travel along the Vietnam, many places, right? I've been lucky to see quite a bit of Vietnam. I've been to Phong Nha and Hue and Da Lat, Quy Nhơn, Ninh Bình. Ông Mark đã đi khắp nơi, Hội An, Phong Nha, Ninh Bình, Huế. How about Hanoi? I've been to Hanoi for the last 2 weeks and I love Hanoi. I've been based in Hội An though for the past 2 years. Okay. Ông ở Hội An là 2 years qua, nhưng mà trong vòng 2 weeks ông đến Hà Nội và ông rất là yêu Hà Nội. What's the best in Hanoi you think you are in love with? I just love the energy of the people in Hanoi. It's a beautiful city and it's a this time of year especially the weather is beautiful. Okay. Tôi hỏi anh đã yêu Hà Nội như thế nào thì nói là có lẽ là thời tiết và lúc này là lúc đẹp nhất và con người cũng như là mọi thứ ở đây. So now we talking a little bit about the election in US and you are the Boston citizen. So did you vote for Joe Biden or Trump? Can you tell? I certainly voted for Joe Biden. Tôi hỏi là bây giờ chúng tôi xin nói về cuộc bầu cử một chút ở nước Mỹ. Ông đã bầu cho ông Joe Biden hay ông Trump? Thì ông nói là ông bầu cho ông Joe Biden. Why? Well, I didn't think there was much of a choice. A little bit. Yes. I followed Donald Trump's career for 30 years now, and I believe he's a fake. I don't believe he's rich. I think he's a very, very evil man. Ông nói là ông đã tin tưởng Trump 30 năm rồi, nhưng mà cho giờ phút này thì ông ta đi tới một kết luận là ông này là một evil man, tức là một cái người ma quỷ và giả dối. How about Joe Biden? You know about him? Tell a little bit. Again, I've known Joe Biden's career for 30 years or so, and he seems like a man of faith. He seems like an honest man. He's a politician. He's been in Washington for a long time, but I believe he's a moral person as opposed to his opponent. Ông nói là ông Joe Biden là một nhà chính trị gia gọi là chuyên nghiệp, cho nên là ông đã theo dõi ông Joe Biden rất lâu và biết rằng ông Joe Biden là một cái người hoạt động chính trị chuyên nghiệp và ông có thể có niềm tin vào cái điều đó. Now you tell a little bit about you know your American citizen. Now they divide to you know by Joe Biden and Trump. And now so many things happen, including the COVID-19, and people are confused in the election season. What do you think? Well, I think America is frightfully divided right now, and President Trump has done nothing in the last 4 years to try to unite the country. It's a very frightening time, and many of my friends in America are very anxious, and we're crossing our fingers that Joe Biden will win this election and we can at least start to put the country back on the right track. Chúng tôi hỏi rằng hiện nay thì nước Mỹ đang bị phân đôi bởi hai cái luồng tư tưởng ủng hộ bên Dân Chủ Cộng Hòa, Joe Biden và ông Trump. Thì ông nghĩ sao về cái tình hình nước Mỹ hiện nay? Thì anh Mott cho biết là anh đã theo dõi và anh hy vọng rằng ông Joe Biden nếu lên cầm quyền nước Mỹ thì sẽ mang nước Mỹ trở lại cái con đường đúng đắn. Và đó là vì sao mà anh ủng hộ ông Joe Biden. And you think you're from Boston, you see some Vietnamese people, Vietnamese community in Boston or Lido, Saigon, in Orange County?
There's a small population that I'm aware of Vietnamese in Boston, but I did spend 22 years in Seattle, and there's a sizable Vietnamese population. Very good Vietnamese food in Seattle. Wow. Tôi hỏi là anh ở Mỹ thì anh có quan tâm đến những cộng đồng người Việt Nam ở Boston không? Thì ông nói là ông ở Boston thì ông thấy một cái cộng đồng người Việt Nam nhỏ thôi, nhưng mà ông thấy cộng đồng Việt Nam rất là tốt. Và to compare with the Vietnamese people from, you know, Boston and in Vietnam, how different? Can you tell? I don't really know. I didn't spend too much time with the Vietnamese people in Boston. But all of my experiences in Vietnam over the past 2 years and over the past 20 years when I've been traveling here, it's just been fantastic experience. You make any friends from Vietnam here? I have many Vietnamese friends, yes. Chúng tôi hỏi là người Việt Nam ở bên nước ngoài với lại người Việt Nam trong nước có gì khác biệt không? Thì ông nói là ông không có nhiều cơ hội để mà tiếp xúc làm bạn với những người Việt Nam ở bên Boston. Nhưng về Việt Nam, Hà Nội thì ông có nhiều người bạn, especially in Hội An, right? Yes. Okay, và đặc biệt là ở Hội An, nơi mà ông đã sống 2 năm vừa qua. So back to the election, what do you think now? See, people confused about who we don't know yet. So who is would be the president? But what do you think about, you know, the chaos now in U.S.? Well, it looks like when all of the votes that were legally cast in time are counted, it appears that it will be Joe Biden's victory. But it points to the fact that in America right now, with the Electoral College, it doesn't matter how many votes a presidential candidate receives, he may receive fewer, as Donald Trump did the last time, as he has this time. Yet because of the Electoral College, it's possible, as he did in 2016, he could still win the presidency. It seems to me that the Electoral College is something that needs to be addressed. It's creating a situation where a minority of the people have the power in the United States versus the majority of the voters. Their will is not being followed through. Who gets a minority? The Republican Party is actually a minority party, yet they have the power due to the Electoral College. Chúng tôi hỏi là hiện nay thì nước Mỹ cũng chưa ngã ngũ được, thì ông nghĩ sao về cái tình hình nó cũng hơi hỗn loạn như vậy? Thì ông nói ông tin tưởng rằng thời gian sẽ trả lời, và tất cả những cái người mà bầu khiếm diện rồi bầu qua thư rồi sẽ được kiểm phiếu lại. Đây là một cái quá trình cũng rất là phức tạp. Và cái you said the Republican minority? The Republican Party receives fewer votes than the Democratic Party does nationwide. Ông nói rằng cái đảng Cộng Hòa thì nhận được cái số mà phiếu bầu có vẻ là nhịn hơn một chút, nhưng mà cũng phải chờ đợi xem nó kết quả nó như thế nào. So what in your opinion, your appeal of all of you, so what do you believe who will win this election? I believe and I hope very much that Joe Biden will win this election. Ok, tôi hỏi là trong cái suy nghĩ riêng của ông thì ông mong muốn, ông nghĩ ai sẽ thắng cử? Thì ông nghĩ là ông Joe Biden sẽ là cái người thắng cử kỳ này. So, đó là ý kiến của anh Mark ở bên bờ hồ. And I hope you enjoy your time in Hanoi. And the weather is beautiful, right? Beautiful, yes. You don't have to wear the mask when we're talking together. But I thought in U.S. now, I have some relatives in Orange County. So, they very, very afraid of COVID-19. What do you think about COVID-19 in U.S.? Well, it's frustrating for me to watch what's happening in the United States because of seeing and living through how Vietnam handled the COVID very, very well. And it seems like COVID is getting worse in the United States as the winter happens. And I know many of my friends, again, are anxious about that. But there just doesn't seem to be a national plan to eradicate it and contain it. Tôi hỏi thêm về vấn đề COVID-19 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thì ông nói là Việt Nam đã kiểm soát rất tốt, trong khi đó ở Hoa Kỳ thì có nhiều cái lý do khiến cho là toàn quốc không có kiểm soát được cái vấn đề COVID-19, do đó cái tình hình rất là căng thẳng. So, how long you will stay in Vietnam for your plan? I would like to stay here for many, many years. Many years? Yes. I just love Vietnam. Alright. Câu hỏi của chúng tôi là ông muốn ở Việt Nam bao lâu, thì ông nói là ông muốn ở nhiều nhiều năm nữa và ông rất là yêu Việt Nam. Thank you very much for your sharing. My pleasure. Thank you.
Xin thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today và người nước ngoài ở bên lần thứ hai mà chúng tôi gặp gỡ bên bờ Hồ Gươm. Chúng tôi xin có một cái cuộc trao đổi tiếp theo và cũng xin tạm dịch trực tiếp và từ những cái câu chuyện giữa chúng tôi với nhau về cuộc bầu cử ở nước Mỹ. So sir, at first can you tell us your name and the reason when you stay in Hanoi in the time please? My name is Finn and I come to Hanoi in March of this year 2020. I've been traveling Asia for 2 years and I come here right before COVID. Okay. Yeah. And Tin đến ở Hà Nội vào tháng 3 năm nay và anh đã du lịch vòng quanh khắp nơi và bây giờ anh ở bên Hà Nội. So that means you stuck in Hanoi at that time from March to now? No, I started in Saigon. And so yeah, I started in Saigon in March and worked my way up. And so right when I get to Hoi An is when they lock everything down. So I've been kind of stuck ever since. And tháng 3 thì anh đến Sài Gòn, sau đó thì anh đến Hội An và bị stuck ở đó. Bây giờ thì anh có mặt ở Hà Nội. So where you come from, please? America. America. What state is it? Florida. What? Florida. Florida. Miami. Oh, Miami, Florida. Yeah. Yeah. Okay. Tôi hỏi anh đến từ đâu thì anh nói là đến từ nước Mỹ. Ở Miami, thành phố Florida. Và so the reason you travel a lot and you stay in Vietnam for a while, this is the first time for you to come here? Yes, my first time. I travel, it's my passion. So I decided I wanted to visit Vietnam. Who bring you here? Myself. Yourself? You did it and you know about Hanoi, Vietnam and you come by yourself? Yes, I do my research and I say look like good country, let me go and visit. Okay. So, yeah. Tôi hỏi là lý do gì mà anh đến với Việt Nam thì nó là anh đã search ở trên internet và anh thấy là Việt Nam là một đất nước đẹp cho nên là anh đã ở đây. So it means you stay from March until now? And yes, I've been here 7 months. 7 months? Yeah. How is it so far? Well, I would say I would rather be nowhere else during this time than be now. Uh-huh. Yeah. And I feel safe. Yeah. So you look like you are Cuban, right? I'm black and Dominican, but there is some Cuban mix, but black and Dominican, black and Hispanic. Okay, anh là cái người mà châu Phi và coi như là một cái người da màu ở bên Florida. So now we're talking a little bit about presidential election in U.S. Yes. So what do you think about Trump, Joe Biden? Well, I'll say this. You have two evils. And so you have to pick the less of the two evils. Okay. Which is Joe Biden. Okay. You pick Joe Biden? Yes. The less... Of the two evils. The less two evils. Yes. Tôi hỏi ông nghĩ gì về ông Joe Biden và ông Trump. Thì anh thật thà, anh nói rằng giữa hai con quỷ thì mình chọn con quỷ nào nó ít quỷ hơn. Ông Joe Biden và ông Trump thì ông chọn ông Joe Biden, right? Yes. Why Joe Biden? Because Joe Biden, I align myself with more of his policies. He's more so for the people, opposed to, he's a politician, but he's for everyone. Okay. Where Trump is only for a certain demographic of people. Okay. Yeah. Yeah. Anh Thi nói rằng sở dĩ anh chọn ông Joe Biden là bởi vì ông ta là cái người thích cái chính sách của ông Joe Biden cho tất cả mọi người, trong khi ông Trump thì là chỉ cho một cái nhóm địa lý nào đó, một cái nhóm người nào đó mà thôi. Yeah, and what Biden else? Biden is more unifying. He wants to unify the country, bring everyone together. And Trump is more decisive. He wants to separate. He wants this group against this group. Okay. Yeah. Trong khi đó, ông Joe Biden thì là muốn đoàn kết mọi người lại với nhau thành một tập thể, trong khi ông Trump thì là muốn chia rẽ họ, nhóm này và nhóm kia. What else? Well, you know, you have, with Trump, you know, you have a lot of corruption. Before he became president, he was a businessman.
So I think he sees the presidency as a business venture, opposed to this is his job to help the American people. He wants to help himself and his family instead. Yeah. Okay. Yeah. Trong khi đó thì ông Trump thì là một người thương gia, cho nên là cái nhìn của ông về chỉ cho người này và cho người kia, cho gia đình ông thôi. Và ông là trước khi mà ông trở thành tổng thống thì ông cũng là một cái người đầy cái sự như là tham nhũng rồi vân vân, là một doanh nhân mà. Đó là cái về ông Trump. And what else about Trump? What else? Well, you know, I mean, he has diminished our stance around the world. I believe he has diminished our relationships with our allies around the world. So America is not as safe as it once was because the leader is, he tries to come across as being strong, but he's very child mentality, weak minded, very childlike. Yeah. Ông Trump thì là ông có cái chính sách cho toàn thế giới, nhưng mà thật ra trong lòng ông thì là một cái người mà có cái sự mà cá nhân, cho nên là không có mang được cái giá trị chung cho tất cả mọi người. And how about the American about the immigrant policy, immigrants policy? Yeah. In Trump's, you know, when he had the past 4 years, yeah, he approached many policy to relate to the immigrant like you, yes, and the colored people. Something. Yes, yes. See, I mean, that's what I say. It's he's really only for one demographic of people. And America has always been a country that has accepted many people from all over the world. If they need a safe place to come, especially during like war or things of that nature, they come to America and there's a process you have to go through. But he has stopped all process from even being able to go to maybe apply for like a citizenship or a green card. There's no process because, as he has said, he don't want people from poor countries. Okay. Yeah. Chúng tôi hỏi về chính sách di dân của ông Trump thì sao? Qua những cái nhiệm năm mà ông trong cái nhiệm kỳ của mình thì ông nói là ông Trump không phải là cái người mà muốn những người nghèo ở khắp nơi trên các nước khác đến với lại nước Mỹ. Cho nên ông đã bỏ qua những cái chính sách như là thẻ xanh, rồi nhập tịch vào nước Mỹ, hạn chế cái điều đó. Và đó là những cái điều mà chính ông Clinton ông không thích cái điều đấy. On the contrary, Joe Biden is a welcome people to Americans, do you think? Yes, I believe so. I believe once he gets elected, he will open up the immigration. I mean, not say that he's going to allow everyone and anyone that wants to come in, because there's a process. Mm-hmm. And you have to go through the process. It's like any country. Yeah. If you want to seek asylum, there's a process you have to go through. Yeah. Yeah. Trong khi đó thì ông Joe Biden thì nếu ông lên cầm quyền thì cái chính sách di dân nó sẽ cởi mở hơn. Tất nhiên nó cũng phải theo những cái lộ trình, những cái quy trình. Khi vào một đất nước thì cũng phải, những người đi kiếm tự do vân vân thì cũng phải qua một cái lộ trình rất là ngặt nghèo, nghiêm ngặt của mỗi quốc gia đều phải tuân thủ thôi. Now, so I heard in American people to divide into groups, yes. One pro Trump and one pro Joe Biden. Yes. And people, you know, they cannot to communicate together. That's why the chaos happen everywhere. It seems like that. Yes. You think? Yeah, I think so, because America has a long history of division. America has a long history of a certain group of people are here and the rest of the people are here. And if you cannot bring both of the communities of people together, it's gonna always be division. And so you have a lot of people in America that don't want to move forward. They want to stay where they always been. They want to stay, they don't want to move forward. So when you don't want to move forward, there's no progress. How about you?
You want to move forward or you want to stay away? Of course. I'm compassionate. That's why I travel. To open my mind, to open my heart. Yeah. Yeah. Tôi muốn hỏi là hiện nay thì nước Mỹ nó đang chia thành hai phía. Một phía là ủng hộ ông Trump, một phía là ủng hộ ông Joe Biden. Và hình như là nó có một cái sự hỗn loạn mà đang phức tạp, khó giải thích được. Thì anh Tin thì cho rằng nước Mỹ có một lịch sử gọi là chia cắt lâu đời, là bởi vì nó cũng chia thành nhóm, có người thì ở cái giai cấp cao và phần lớn thì những người ở phía dưới, cho nên là cái sự đồng thuận có được với nhau, tiếng nói chung rất khó. Và bản thân anh, tôi hỏi anh Tin thì thế nào, ông nói anh là cái người muốn tiến tới và đó là lý do tại sao anh đi du lịch khắp nơi. Và thưa các bạn, you think who will win this election? Who will win, you believe? I believe Joe Biden will. Really? Yeah. How many percent? Huh? How many percent do things Joe Biden will win? It's going to be close. It's going to be really close because, like I say, you still have United States is 50-50. You have 50% of the people that want to move forward and 50% of the people that want to stay the same. So it's going to be close. Very close. Yeah. At least 51 and 49, you think? Yeah. Yeah. Chúng tôi hỏi là anh sẽ nghĩ là ai là người chiến thắng thì ông ta cho rằng là chắc là Joe Biden thôi. Nhưng mà cái xác suất mà gần nhau lắm, phần lớn là người Mỹ là 50-50, tức là 50-50. Nhưng mà trong cái trường hợp này chắc có lẽ là ông Joe Biden sẽ thắng một chút, 51-49 gì đó, chắc là cái con số như vậy. And doesn't matter, Vietnamese people all around the world, they really concerned about presidential election in US. Because that's a, you know, it will affect everybody. Yes. You think? Yes. And you believe in Joe Biden? I do. How about if Trump win again? What's happened? What do you think? Well, I say if Trump wins again, their creator, he has allowed it. Yeah. So what can you do? If their creator allows it, that's all it is. Yeah. Yeah. Nếu tôi hỏi thì ngược lại, nếu ông Trump mà thắng thì sao? Ông nói là thôi, Thượng Đế đã bắt buộc như thế thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái gì thì cũng sẽ dâng lên do Thượng Đế. So we believe in God. Yeah. And that's why let the creator allow so who will win this election. Yeah. The world is still run around. Is that right? Well, I believe everything happens for a reason. And I believe that Trump was elected the first time for whatever reason, you know. But I don't believe he will be elected the second time. I think that he was placed there for the world and the country to see certain things. And I believe that it's time to move forward. 2020 has been a year of all types of confusion. Even with Trump, even though he was elected in 2016, I believe 2020 is the year for a new beginning. The end of the old and with the new. Yeah, 20 year, what do you mean 20 year? 2020. 2020? Yes, okay. Which is actually 2012. Okay. Yeah. Anh nói là cái gì nó cũng có lý do để mà diễn ra cả, cho nên là dù Trump có thắng cử hay không thì cái cuộc đời nó vẫn cứ tiếp diễn. So thank you very much for your conversation. Thank you. And you travel, that's your hobby, right? You travel a lot. How many countries you travel? I travel about 52 countries 52. Already. Yeah. 52. Anh đã du lịch 52 nước rồi. After 52 countries you travel, can you tell me how about the Vietnam? Tell me the truth. Tell you the truth? No, Vietnam has a special place in my heart for the simple fact that their creator place me here during this difficult time around the world. So just for that alone, it has a special place in my heart because I believe I am divinely connected with the Creator, and so He wants me safe,
And so I believe there was no other safer place for me to be in this time than Vietnam. So I love Vietnam. Yeah, that's a very good conclusion. Yeah. Chúng tôi hỏi câu hỏi cuối là anh đã đi 52 nước du lịch thì anh nghĩ sao về Việt Nam? Thì anh nói rằng có lẽ là Việt Nam nó chiếm một cái vị trí rất quan trọng trong trái tim của anh ấy, là bởi vì anh hay dùng cái chữ creator, tức là những đấng sáng tạo đã mang anh đến cái nơi là an toàn nhất ở Việt Nam, và anh cảm thấy là rất là yêu Việt Nam. But especially in the COVID-19, right? Yeah. You stay here. Yeah. You see people here, now everybody seem happy. Yeah. But in America now, it's a chaos. People don't know, you know, what happened then. What do you think about, you tell your friends in America about Vietnam now for people to understand what happened here and what happened there, please? Well, I mean, I believe, you know, you have to also look at it like this too. United States is a very huge country. So you have more people interacting, and Americans are hard-headed. They don't want to listen. So when you have a smaller country and you have authority that says, do this for your own safety or else, you have more people that are going to adhere to whatever is being the authority is telling them, because they want to be safe and they don't want to infect their families and they don't want, you know, their country to be chaos. Okay. But Americans are hard-headed. They like to do what they want to do. All they right. don't listen. Okay. Yeah. Vâng, chúng tôi rất là vui được trao đổi với anh Thin, và chúng tôi nói rằng là nghĩ sao về COVID và nói với những người dân ở Mỹ và để họ thấy đất nước Việt Nam của chúng tôi ở đây rất là bình yên, mọi người vui vẻ với nhau. Thì anh nói là cũng đừng quên rằng nước Mỹ là một nước rất là rộng lớn, cho nên là con người ta đi từ chỗ này qua chỗ khác rất là khó có thể kiểm soát được. Và thứ hai nữa là người Mỹ họ rất là có cái sự là khó lắng nghe người khác, họ chỉ có nghĩ là họ đúng thôi. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì ở đất nước Việt Nam cũng là một đất nước là tuyệt vời đối với anh và bây giờ. Và đừng quên rằng chúng ta hãy so we should thank God, thank Creator, yeah, to give us the peace today and bring you to Vietnam. Yeah. And I hope you will enjoy your time in Vietnam for until how long you will stay here? Well, I don't know. I really want to get back home for the holidays. From with my family. So if God's willing, I will go back next month before Christmas. Okay. Yeah. Và chúng tôi hỏi khi nào anh sẽ mong muốn được về Mỹ, nó là cũng chưa biết, nhưng mà có thể là Giáng sinh anh sẽ được về và được gần gũi bên gia đình của anh ấy. Thank you very much, Tin. Thank you. And now you keep on to walking and always smile, right? I will. Thank you.